Chào các anh chị ha, em đang có mặt tại Định Quán nha các anh chị. Thì hôm nay cái miếng đất bữa trước em cũng có quay một lần rồi. Thì lần trước miếng này bán giá 1 tỷ mốt nha các anh chị. Nhưng mà hiện tại thì chỉ còn có 800 triệu thôi. Đất phủ hồng luôn, mặt đường bê tông. Bám mặt đường bê tông này 31m và tổng diện tích là 1.150m nha các anh chị. Đó, miếng đất ngay cạnh căn nhà luôn các anh chị ha. Rồi, thì từ cái vị trí đất của mình mà đi ra quốc lộ 20 các anh chị nhìn thấy trên màn hình đó, thì nó cách khoảng 50m nha các anh chị. Đường này nó hơi dốc một tí ha. Đó, từ trên quốc lộ 20 đổ xuống là hơi bị dốc nha các anh chị. Thì cái đường này á thì không phải đường hiện hữu mà là đường dân sinh thôi các anh chị ha. Đường dân sinh từ xưa tới giờ người ta đi vậy á, chứ không có phải đường hiện hữu đâu. Và miếng đất này tổng diện tích 1.150m², phủ hồng, dân đã ở xung quanh. Cách quốc lộ 20 chỉ có 50m và đang được bán với giá là 800 triệu bao sổ nha các anh chị, sổ hồng sẵn luôn ha. Rồi các anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với em ngay ha. Em là Hương của kênh Kim Hương Bất Động Sản. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những clip tiếp theo nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh của em thì tặng cho em một nút đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Đường khá dốc nha các anh chị. Và đây là quốc lộ 20 nha các anh chị. Thì đi cái hướng này á, thì mình sẽ đi về Dầu Dây khoảng 40km ha. Còn đi lên hướng này thì mình sẽ về thị trấn Định Quán khoảng 4km thôi nha các anh chị.